Nga cáo buộc Ukraine là một tổ chức khủng bố, thu giữ nhiều tài liệu mật. Chiến đấu cơ Su-25 của Nga tập kích thành trì phía đông Ukraine. Nga chưa nhận được phản hồi từ Ukraine về sáng kiến hòa bình của Moscow. Hệ thống phòng sắt của Israel gặp khó trước UAV và tên lửa của Iran. Iran thu giữ xe tải chở 8 quả tên lửa trong vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova mới đây tuyên bố chính phủ ukraine đã trở thành một tổ chức khủng bố hoạt động thay mặt các quốc gia phương tây và các cơ cấu nhà nước ngầm của họ bà cũng đặt câu hỏi phải làm gì để thuyết phục người dân mỹ rằng bằng cách tài trợ cho ukraine chính phủ của họ đang tài trợ cho khủng bố quan chức này đã lên án kiev sau khi quân đội ukraine tiến hành cuộc tấn công vào vùng kurd của nga trước đó một ngày và một số thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của ukraine Bà Zakharova nhắc lại quyết định của Mali hồi đầu tháng này về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev sau khi các quan chức Ukraine tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ phiến quân Turek phục vụ các nhà thầu quân sự Nga. Một phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine gọi đây là hoạt động quân sự thành công của cơ quan ông, nhưng Mali mô tả đây là sự hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã phủ nhận sự liên quan của Kiev trong vụ việc, trong khi nước láng giềng Niger cùng với Mali lên án Ukraine đã cắt đứt quan hệ với nước này. Bà Zakharova cảnh báo, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chủ nghĩa khủng bố Ukraine lan rộng khắp hành tinh. Đó không phải là một trò đùa. Ở một diễn biến khác, các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB gần đây đã thu được một lô tài liệu mật và nhiều vũ khí bị quân đội bỏ lại trong địa phận thành phố Mariupol. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ FSB cho biết những tài liệu được nhân viên của họ thu giữ nói trên có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Thông cáo từ chi nhánh FSB ở khu vực Donbass viết, Ngoài lô tài liệu mật, chúng tôi còn thu được một hòm chứa vũ khí chống tăng, súng phóng liều Ford 600 và khoảng 30 quả liệu đạn. Hòm chứa vũ khí này được quân đội Ukraine chuẩn bị khi chiến sự nổ ra ở Mariupol. Dự kiến các tài liệu mật sẽ được truyền cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành nghiên cứu. Những bức ảnh được FSB đăng tải cho thấy các tài liệu họ thu giữ liên quan tới nhiều sĩ quan trong quân đội Ukraine. Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra phản hồi trước những thông tin do FSB công bố. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công vào thành trì và binh sĩ Ukraine tại khu vực thuộc phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông, Battle Group X của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn trên máy bay Su-25 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa không dẫn đường vào thành trì của đối phương và lực lượng quân sự trong khu vực phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông. Tất cả các mục tiêu đã bị bắn trúng. Bộ này cho biết thêm, khí tài đặc biệt và quân đội của đối phương đã bị loại bỏ. Trong thời gian qua, tận dụng đối thủ không có hỏa lực để phòng vệ, Nga liên tục triển khai cường kích Su-25 tấn công vào phòng tuyến của Ukraine. Ví dụ, từ giữa tháng 4, Nga liên tục điều Su-25 cường kích tầm thấp, bay qua tiền tuyến xung quanh Chachovia, quyết giành lấy thị trấn chiến lược. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM-3 và Su-25UB. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km h vận tốc leo cao có thể lên đến 58 m một giây. Trần bay tác chiến là từ 5.000 m đến 7.000 m và tối đa là 10.000 10 m. Là cương kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không vai Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Ngoài một khẩu pháo 2 nòng 30mm với 250 viên đạn pháo, Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh cũng như các bình nhiên liệu. Đoạn video được máy bay không người lái UAV trinh sát Nga ghi lại cho thấy, xe phòng không Strela 10 của quân đội Ukraine đã không có bất kỳ hành động nào ngăn chặn UAV Lancet Nga tập kích. Khối thuốc nổ của Lancet đã nhanh chóng kích nổ đạn chứa trong xe Strela 10. Sau một khoảng thời gian theo dõi, chiếc UAV xác nhận khí tài phía Ukraine đã cháy hoàn toàn. Hồi tháng 4, lữ đoàn cơ giới 65 của Ukraine cũng công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống pháo binh M142 HIMARS phá hủy tổ hợp phòng không Strela 10 của Nga bằng một đòn tấn công chính xác. Theo các nhà phân tích quân sự của Oshin, vị trí của tổ hợp phòng không bị phá hủy được xác định nằm ở ngoại ô Min thuộc vùng Zaporizhia. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cũng tuyên bố phá hủy tổ hợp phòng không này của Nga. 9K35 Strela 10, Strela trong tiếng Nga nghĩa là mũi tên, là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp của Liên Xô, được sản xuất từ những năm 1973 và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1976. Tổ hợp có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, binh sĩ trước các cuộc tấn công trên không của đối phương. Tổ hợp tên lửa được chia làm 3 khoang với kíp chiến đấu gồm 3 người ở phía trước, động cơ ở giữa và khoang chở quân ở phía sau. Bệ phóng được gắn ở phía sau trung tâm của xe, có thể di chuyển 360 độ. Strela 10 có trọng lượng 12,1 tấn, chiều dài 6,45 m, chiều rộng 2,85 m và chiều cao 2,22 m. Vì sử dụng khung gầm là xe bọc thép đa dụng MTLB nên nó có tính cơ động cao. Tổ hợp được trang bị động cơ diesel IA MZ 238V, công suất 240 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ 60 km/h, tầm hoạt động 500 km. Vũ khí chính sử dụng cho tổ hợp này là tên lửa 9M37 được dẫn đường bằng hồng ngoại, quang học. Mỗi tên lửa có chiều dài 2,2 m, đường kính 0,12 m khối lượng 40 kg trong đó đầu đạn nặng 3,5 kg tên lửa có tốc độ tối đa đạt Mach 2, trần bay 3.500m và tầm hoạt động là 5.000m. Shela 10 mang theo 4 tên lửa đặt trong ống phóng sẵn sàng khai hỏa và 8 tên lửa được đặt bên trong xe để tái nạp quá trình nạp chỉ diễn ra trong 3 phút. Theo số liệu được thu thập khi tham gia thực chiến, tên lửa đất đối không 9M37 có tỷ lệ bắn trúng tiêm kích đối phương từ 10 đến 50%. Ngoài ra, Strela 10 còn được lắp thêm một súng máy cỡ nòng 7,62mm để chống lại bộ binh đối phương. Quân đội Nga công bố video cho thấy mảnh vỡ tên lửa Atak MS của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc pháo kích vào thành phố Lugansk gần đây. RIA Novosti đưa tin, Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS mang đầu đạn chùm, phiên bản có tầm bắn 300km để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Lugansk. Tuy nhiên, những tên lửa này vẫn bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ khi chúng lao về phía thành phố. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống làm hư hại các tòa nhà dân cư và gây ra một số đám cháy nhỏ trong khu vực. Ấn phẩm này lưu ý rằng các bộ phận còn sót lại cũng như hệ thống dẫn đường đang được các chuyên gia Nga nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng đánh chặn những tên lửa loại này. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin các lực lượng Ukraine đã tấn công một số địa điểm ở Donbass bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, trong đó có cả thành phố Lugansk. Báo cáo ban đầu cho biết trung tâm hành chính của khu vực đã bị Ukraine tấn công. Trước đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu công nghiệp ở thành phố Sutsa. Ông Leonid Pashaknik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, thành phố Lugansk, thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đã bị tấn công bằng ít nhất 8 tên lửa Atak MS và 4 tên lửa Storm Shadow. Theo ông Pashaknik, Ukraine đã nhắm vào các nhà kho chứa nhiên liệu và khu dân cư. Hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một phần cuộc tấn công, đánh chặn ít nhất 4 tên lửa các mảnh vỡ tên lửa cũng đã gây ra những đám cháy nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ kho nhiên liệu. Ông Rodion Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quân đội Ukraine có thể đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào Lugansk, nhưng hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả và đẩy lùi một phần cuộc tấn công. Người đứng đầu chính quyền thành phố Lugansk, ông Yana Patsenko cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn. Theo truyền thông Nga, Ukraine cũng tiến hành pháo kích vào các thành phố Donetsk và Makiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk gây ra vụ nổ lớn khiến các đám khói và bụi bốc lên không trung. Ngoài ra, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, ông Sergei Lebedev cho biết, trong một cuộc tấn công vào thành phố Chuguev, vùng Kharkov, quân đội Nga cũng đã phá hủy một kho đạn dược và sở chú ý của Ukraine cũng như hạ một nhóm lính tư nhân nước ngoài. Theo thông tin sơ bộ, cuộc không kích được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao. Trang tin quân sự Militani, trích dẫn lời đại diện lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine cho biết, phía Nga đã sử dụng xe bọc thép chở quân và xe tăng để tập kích làng Kostiantinovka. Ở khu vực Kurakhov thuộc vùng miền đông Donetsk, các lực lượng Moscow đã cố gắng giành quyền kiểm soát các ngôi làng Kostiantinovka và Paraskovivka suốt thời gian qua. Cuộc tấn công gần đây của họ nhằm vào các vị trí của lính dù và tiểu đoàn bộ binh 471 của Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, binh lính Kiev đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát để liên tục theo dõi hoạt động của các nhóm thiết giáp Nga, đồng thời điều chỉnh hỏa lực nhắm vào đối phương. Trong video mới công bố, một số xe bọc thép chở quân có bánh xích của Nga bắt đầu tiến vào làng Kostyantinovka. Bình sĩ Nga đã cố gắng đổ bộ gần những ngôi nhà bị phá hủy, nhưng các cuộc không kích của Ukraine đã buộc họ phải quay lại và rời khỏi làng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cập nhật chiến trường ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát làng Timofejevka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ quốc phòng nga tiếp tục đưa tin về hoạt động của những nhóm tác chiến của nga trong ngày 7 tháng 8. Trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía nam và phía tây khi hai nhóm này gây nhiều thương vong nhất cho Ukraine trên chiến trường. Cụ thể, nhóm tác chiến phía nam đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại gần các khu định cư Chasopja. Kostiantinovka, Vekne Kamenskoy, Ivano ivano Ivanopoli, Grigorovka, Pretechino, Ostroi và Konstantinovka của tỉnh Donetsk. Còn nhóm tác chiến phía Tây giành được nhiều vị trí lợi thế hơn và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Sinkovka và Tabayevka ở tỉnh Kharkov, khu định cư Stenmakovka ở tỉnh Lugansk và Toskoy ở tỉnh Donetsk. Trong ngày mùng 6 tháng 8, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nhiều nơi trên khắp Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkov, nghi là có sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ngoài nhiều điểm giao tranh ở Donetsk, hai bên còn đụng độ khốc liệt tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 50 đợt không kích với 64 quả bom lượn dẫn đường tổ chức 752 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và nã hơn 4.800 quả đạn pháo, 114 quả rocket phóng loạt tại Ukraine. Nga kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này vào năm 2014 và đặt trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Kiev đã nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Crimea, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Và mới đây nhất, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã gia tăng số lượng tàu chiến ở Biển Đen. Cụ thể, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai hai tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalib đến Biển Đen, trong khi một ngày trước đó chỉ có một tàu được ghi nhận ở khu vực này. Tại khu vực biển địa Trung Hải, ghi nhận sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga, một trong số đó được trang bị 16 tên lửa hành trình Kalib. Tại biển Azov, không ghi nhận sự xuất hiện của tàu chiến Nga. Được biết, người phát ngôn của hải quân ukraine ông demetropletenchak nói rằng nga đã thay đổi chiến thuật ở biển đen và biển azov thay vì triển khai tàu nổi nga chuyển sang sử dụng tàu ngầm người phát ngôn lưu ý rằng với chiến thuật này tàu ngầm của nga khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng kiev vẫn có thể giành lại crimea nếu có đủ vũ khí nhân lực và thời gian ukraine có thể tiến hành chiến dịch vượt qua eo đất pereco nơi chia tách crimea với đất liền Ukraine hoặc vượt qua vùng đầm lầy Sivas ở phía đông để đến Crimea. Nhưng để làm được điều này, trước tiên Ukraine cần phải đột phá qua phòng tuyến Suvorikin của Nga, một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật trên khắp các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine mà Kiev chưa bao giờ xuyên thủng được. Theo ông Sergei Sumleny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Phục hồi châu Âu của Đức, câu hỏi hiện nay là khi nào Ukraine sẽ tích lũy được nhiều hỏa lực như vậy, không chỉ pháo binh mà còn cả không quân để họ có thể vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và sau đó tiếp cận Crimea. Ông Sumlani cho biết, nếu và khi quân đội Ukraine đến Crimea, họ có thể phá hủy cầu Kerch và tuyến phà cuối cùng qua biển Azov, cắt đứt mọi tuyến tiếp tế của Nga đến bán đảo này và cô lập lực lượng Nga tại đây. Theo ông Sumlani, lịch sử cho thấy Crimea dễ bị tấn công. Năm 2021, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại quân Bạch vệ và giành quyền kiểm soát bán đảo. Năm 1941, phe trục đã xâm lược Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa với lực lượng trên bộ bao vây Sevastopol. Ông Suleyny nói, Crimea thực tế là một pháo đài không thể bảo vệ được. Vì vậy theo quan điểm của tôi, nếu quân đội Ukraine vượt qua được eo đất Perekop, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một trong hai lựa chọn: rút lui ngay lập tức khỏi Crimea hoặc bị đánh bại và bị bắt giữ. Tuy nhiên các chuyên gia khác nhận định thận trọng hơn. Ông Temnicki, chuyên gia tại trung tâm Á-Âu, Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, cho rằng một cuộc tấn công toàn diện nhằm giành lại Crimea là rất khó xảy ra do những tổn thất to lớn mà Ukraine đang phải gánh chịu. Đã có những lo ngại rằng Nga sẽ cân nhắc đến lực lượng hạt nhân nếu quân đội của họ đang trên bờ vực mất Crimea. Đài RT dẫn lại thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải cho biết, cảnh sát Odessa đã tìm thấy nhóm nam giới ở độ tuổi quân dịch đang trốn bên trong thùng đông lạnh của xe tải giữa các tảng thịt bò lớn. Chiếc xe tải chở thịt đang chuẩn bị rời Ukraine để lên đường tới Moldova và do hai người nước ngoài điều khiển. Nhà chức trách Ukraine không nêu rõ quốc tịch của hai người này nhưng nói họ đã bị bắt giữ cùng nhóm công dân trốn quân dịch. Theo điều tra, mỗi người Ukraine muốn đào tàu phải trả từ 6.000 đến 8.000 đô la Mỹ cho những kẻ buôn người để tham gia chuyến đi. Bọn buôn người bị cáo buộc đã cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng của mình, cụ thể là hứa sẽ đóng dấu giấy tờ để họ có thể nhập cảnh hợp pháp vào Moldova và tính thêm 2.000 euro, khoảng 2.200 đô la Mỹ cho việc này. Trong những tháng gần đây, ngày càng có nhiều người trốn quân dịch tìm cách rời khỏi Ukraine. Hồi tháng 6, Igor Matvichuk, lãnh đạo một đơn vị biên phòng Ukraine ước tính có hơn 100 năm giới trong độ tuổi quân dịch đã cố gắng trốn chạy khỏi đất nước mỗi ngày. Song các phương tiện truyền thông địa phương nói con số thực tế có thể cao hơn ít nhất 3 lần. Thậm chí, ở Ukraine, xuất hiện quảng cáo về dịch vụ đập gãy chân để tránh quân dịch. Một số quảng cáo trực tuyến đã quảng bá dịch vụ này là cơ hội duy nhất để tránh phải đi lính chống lại quân Nga, hãng tin TSN của Ukraine cho hay. Theo TSN, các quảng cáo về ưu đã bệnh hoạn xuất hiện trên một số tài khoản Telegram ở thành phố Donetsk, miền trung đất nước nhưng đã nhanh chóng bị xóa. Các bài quảng cáo tuyên bố có thể cung cấp sự chỉ hoãn nhanh chóng và chuyên nghiệp khỏi nghĩa vụ quân sự, đồng thời nói thêm rằng các dịch vụ sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia y tế, sử dụng thuốc gây mê chất lượng cao. Quảng cáo cũng tuyên bố bệnh nhân sẽ được theo dõi sau chấn thương và hỗ trợ làm các thủ tục giấy tờ cần thiết. Ngoài ra, các quảng cáo hứa hẹn sẽ gây thêm thương tích với mức chiết khấu nếu một vết gãy không đủ để tránh quân dịch. Bình luận với TSN, luật sư Marina Becalo cảnh báo rằng mặc dù gãy xương thực sự có thể dẫn đến việc hoãn nhập ngũ, nhưng việc cố ý trốn quân dịch có thể là căn cứ để truy tố hình sự. Bà lưu ý những người cung cấp dịch vụ như vậy có thể bị buộc tội cố ý gây tổn hại cơ thể. Nhiều người ở Ukraine đã cố gắng trốn khỏi đất nước bằng cách đi qua các trạm kiểm soát biên giới với giấy tờ giả mạo hoặc cố gắng vào Liên minh châu Âu, EU từ các khu vực hoang dã được bảo vệ lỏng lẻo. Vào cuối tháng 7, sau khi giành được làng Prores giữa Adipka và Pokrovsk, quân đội Nga đã đánh tạt sườn và tiếp cận từ phía sau các đơn vị của Ukraine đang phòng thủ ở tiên tuyến gần đó, buộc họ phải từ bỏ các vị trí của mình. Thậm chí các cuộc phản công với sự hỗ trợ của xe tăng do lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cũng không thể ngăn chặn được đà tiến công của đối phương. Kết quả là quân đội Nga đã tiến được 7 km gần hơn tới Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng của Kiev ở Donbass. Hiện vẫn chưa rõ các chỉ huy của Ukraine có thể ổn định tình hình hay không. Ngoài ra, bất chấp việc điều động các lực lượng dự bị, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục mất các vị trí ở làng New York và Zalisne thuộc khu vực đô thị Toresk. Quân đội ở những ngôi làng này đang đối mặt với rủi ro bị bao vây. Bên cạnh đó, các lực lượng của Moscow cũng đang cố gắng vượt kênh đào Sivetsky, Donetsk, Donbass ở Chasovya và thiết lập một đầu cầu nhỏ ở bờ phía tây của con kênh. Ở khu vực Pokrovsk, sau khi kiểm soát được làng prores các lực lượng của nga đã tiến công xa hơn dọc tuyến đường sắt ocheretino pokrovsk cũng như tiến về phía nam và phía bắc ngôi làng này đoạn video từ uav của hai bên cho thấy quân đội nga sau khi đẩy lùi các cuộc phản công nhỏ đã tiếp cận được các ngôi làng vesele Zilane và timofipka làng vopche nằm ở phía nam prores cũng nằm dưới sự kiểm soát của moscow quân đội nga đã kiểm soát được trung tâm làng Zalizne trong đó bao gồm hầu hết các khu vực nhà cao tầng là pháo đài phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Họ cũng tiếp cận được một căn cứ của đối phương ở phía bắc Zalizne, đằng sau đó là thành phố Toresk, mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga. Ở phía tây Zalizne, các lực lượng của Nga đã tiến được một vài km về phía làng New York. Trong khi đó, ở trung tâm New York, quân đội Nga đang nỗ lực tiến về phía đông bắc nhằm tấn công vào Zalizne. Ngoài ra, những video xuất hiện gần đây cho thấy các lực lượng của Nga đang tấn công vào phía tây của kênh đào Sivetsky, Donetsk, Donbass ở Chasovya. Cuộc tiến công này trở nên thuận lợi hơn nhờ việc kiểm soát quận Kanan ở bờ đông của dòng sông Donetsk hồi tháng 7. Hiện nay, quân đội Nga đang hoạt động ở một giải đất hẹp dọc bờ kênh đào nằm giữa cầu đường sắt và khu vực kênh đào chảy dưới lòng đất gần Kanan. Nếu lực lượng vũ trang Ukraine để các lực lượng Nga tiến vào đây, tình hình ở Chasovya có thể xấu đi nghiêm trọng. Tại Krasnohorovka, các lực lượng của Nga đã kiểm soát được toàn bộ trung tâm thành phố, nơi nằm giữa tiền tuyến Adipka và Marinka. Moscow mất hơn 6 tháng để đạt được thành quả này khi giao tranh ở Krasnohorovka bắt đầu vào mùa đông năm ngoái. Quân đội Nga đã vượt qua các khu vực ngoại ô ở phía Bắc và phía Tây, buộc các lực lượng của Ukraine từ bỏ khu dân cư cao tầng trung tâm để tránh bị bao vây sự sụp đổ của phong tuyến ở trung tâm Krasnohorovka cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong khu vực. Điều này có thể cho phép quân đội Nga tiến công về phía nam theo hướng thành phố Kurakhov, trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine ở phía nam Donbass. Tại Vuleda, quân đội Nga đã xoay sở để cắt đứt tuyến tiếp tế chính tới một pháo đài phòng thủ quan trọng của Ukraine ở phía nam Donbass, quanh thị trấn. Con đường này trước đó tiếp tế cho các nhóm chiến đấu ở Vuleda, chạy từ Kurakhov qua làng Kostyantinovka, sau đó xuống phía nam tới Vuleda, chạy qua các tòa nhà công nghiệp cao tầng của các mỏ than đá Donbaska 1 và Donbaska 3 thuộc làng Vodian. Kể từ mùa đông năm 2022, lực lượng không quân Nga liên tiếp ném bom vào các mỏ than này nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Vuleda. Hiện nay, quân đội Nga đã tiếp cận được con đường Kurakhov Vuleda ở phía nam làng Kostiantinovka. Họ cũng chiếm được các khu vực ngoại ô phía nam Kostiantinovka và tiến gần tới mỏ than Pipdeno Donbass 1 Vuleda đóng vai trò bảo vệ khu vực phòng tuyến ở phía nam Donbas của Ukraine. Tình hình ở đây xấu đi có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ở các khu vực Kurakhov và Velika Novosinka. Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine hầu như không sản xuất bất cứ loại vũ khí nào cho lực lượng vũ trang và chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp có từ thời Liên Xô cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Giờ đây, Kiev đang sản xuất máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa với tốc độ chóng mặt để bổ sung cho kho vũ khí của mình. Không chỉ vậy, Reuters mới đây dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã đầu tư thêm kinh phí cho chương trình tên lửa trong nước nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực với Nga quốc gia sở hữu nhiều loại vũ khí tầm xa. Ukraine đã ưu tiên tự sản xuất máy bay không người lái UAV kể từ khi nổ ra xung đột với Nga vào cuối tháng 2 năm 2022. Họ cũng cố gắng tăng sản lượng vũ khí trong nước, điển hình như tên lửa chống hạm có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ mang tên Neptune. Ông Zelensky nhấn mạnh, nguồn tài trợ bổ sung đã được chúng tôi phân bổ cho chương trình tên lửa, sẽ có thêm nhiều tên lửa sản xuất trong nước nữa, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết kiev cho biết đã dùng tên lửa neptune để đánh chìm tàu tuần dương moscow xoáy hạm của hạm đội biển đen ở giai đoạn đầu cuộc xung đột kiev sau đó đã có những sửa đổi nhất định để biến neptune thành tên lửa tấn công mặt đất ukraine hiện đang thực hiện các bước đi lớn hơn để hội nhập ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với ngành công nghiệp quốc phòng của nato và liên minh châu âu trong thời gian gần đây kiev gần đây đã mở văn phòng tại washington để đạt được mục tiêu đó đồng thời hợp tác sâu rộng hơn với các nhà sản xuất vũ khí phương tây dù các loại vũ khí mới tạo ra một số lợi thế trên chiến trường, nhưng giới phân tích cho rằng Ukraine vẫn gặp khó khăn khi muốn đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn pháo binh 148 của Ukraine cho biết, Kiev vẫn cần rất nhiều thứ nữa. "Nguồn vũ khí và nhân lực hiện tại chưa đủ để lật ngược tình thế, chúng tôi đủ khả năng giữ chân đối phương nhưng không thể thay đổi đáng kể tình hình mặt trận." Sĩ quan này cho biết, đồng thời chỉ ra rằng trên thực tế, Nga vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trên không. Theo hãng thông tấn TASS, thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu trả lời giới báo chí cho biết Ukraine vẫn chưa phản hồi các đề xuất hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng trước. Ông Shoigu nói, gần 2 tháng trôi qua vẫn chưa có phản hồi. Theo ông, việc tổ chức hội nghị Geneva về Ukraine hay công thức hòa bình Zelensky hoặc các định dạng khác không có ý nghĩa gì. Một quan chức an ninh cấp cao của Nga nói thêm, việc tiến hành đàm phán hòa bình mà không có nhà đàm phán chủ chốt có vẻ hơi kỳ lạ. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin đã đề xuất các sáng kiến hòa bình mới để giải quyết xung đột Ukraine. Những điều khoản này bao gồm công nhận Crimea và bốn khu vực mới sắp nhập vào Nga là lãnh thổ của Nga, từ bỏ mọi triển vọng gia nhập Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do phương Tây đứng đầu, tôn trọng tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, cũng như dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin không thực tế. Ông Shoigu cho hay tất cả có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng các yêu cầu mà Tổng thống của chúng tôi đưa ra. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Ông Shoigu cho biết Ukraine càng trì hoãn, các điều khoản đàm phán hòa bình sẽ càng khó khăn hơn. Ông Shoigu nhấn mạnh để hạn chế tổn thất, Kiev nên chấp nhận những điều kiện hòa bình mà Moscow đưa ra. Ông Sogu cảnh báo cánh cửa cơ hội cho Ukraine đang thu hẹp. Lựa chọn phụ thuộc vào Ukraine, những ảo tưởng của chính quyền Ukraine rằng châu Âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình đẹp đẽ khác đang khiến người dân Ukraine phải trả giá đắt. Đầu tháng này, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Pháp, bao gồm cả tờ Le Monde rằng tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức, có những rủi ro không thể dự đoán được nếu ông Donald Trump giành chiến thắng Chúng tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước đây nó khá hợp lý, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử này. Song ông Zelensky tin rằng đa số trong Quốc hội Mỹ sẽ vẫn ủng hộ Ukraine. Vào hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông cũng đã nhắc lại ý định chấm dứt cuộc xung đột này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ông Trump cho biết với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới. Ông tuyên bố cả hai bên sẽ có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Niger sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine với hiệu lực tức thì. Đây là tuyên bố được ông Amadou Abdramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, đưa ra trên truyền hình quốc gia. Trong một thông báo, ông Abdramane cho biết động thái này được thực hiện là bởi chính quyền kiev đã ủng hộ các tổ chức nguy hiểm và kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc ra nghị quyết về hành vi gây hấn của ukraine tuyên bố cũng khẳng định dựa trên sự nghiêm trọng của tình hình cũng như sự can dự có thật và giả định của ukraine trong hành vi gây hấn tại mali chính phủ niger đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với hiệu lực tức thì với ukraine nhằm thể hiện sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân mali trước đó chính phủ chuyển tiếp ở mali thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với hiệu lực tức thì với ukraine sau khi chính phủ Kiev thừa nhận có liên quan đến một hành động gây hấn với nước này. Theo người phát ngôn chính phủ Mali, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả bình luận của ông Andriy Yushov, người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine, thừa nhận sự can dự của Ukraine trong một vụ tấn công của các nhóm khủng bố vũ trang khiến nhiều binh sĩ và thành viên lực lượng an ninh Mali thiệt mạng ở Tinja Altene. Lực lượng vũ trang Mali cho biết đã hứng chịu tổn thất về người đáng kể trong khi giao tranh dữ dội với một liên minh các lực lượng nguy hiểm tại khu vực đông bắc nước này. Niger, Mali và các nước khác ở Tây Phi cũng lên án những bình luận về động thái của ông Yuri Popov, đại sứ Ukraina tại Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, bờ biển Nga và Liberia. Bộ trưởng ngoại giao Senegal đã triệu tập đại sứ Popov vào cuối tuần trước. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ukraina đang cố gắng giành được sự ủng hộ của toàn cầu và đặc biệt là ở Nam bán cầu để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột với Nga. Mali đã đề nghị Wagner hỗ trợ sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2020. Vào tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Wagner ở Mali, cáo buộc nhóm này sử dụng hoạt động của mình ở đó để cung cấp thiết bị quân sự cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine được cho là cũng đang hoạt động tích cực ở Sudan, một nơi khác mà Wagner đã tham gia nhiều vào giao tranh. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy xung đột moscow kiev đã vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Mỹ cho biết nước này có kế hoạch triển khai máy bay ném bom thường xuyên hơn tới Australia. Theo The Guardian, thông báo trên được đưa ra sau các cuộc hội đàm thường niên giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước diễn ra tại Annapolis, Maryland, Mỹ. Cuộc hội đàm dựa trên xu hướng lâu dài về việc tăng cường luân chuyển quân Mỹ tới Australia cũng như các động thái nâng cấp căn cứ quân sự của Australia, bố trí lại các thiết bị quân sự của Mỹ ở Australia. Tại cuộc gặp lần này, Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles khẳng định có nhiều cơ hội để các công ty của Australia tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc phòng tại Mỹ. Bên cạnh đó, Australia cũng ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Mỹ tại nước này trong tất cả các không gian từ đất liền, trên biển, trên không và trên cả không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles, nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ mang lại cơ hội lớn để Australia cùng hợp tác với các nước trong khu vực. Điều này hiện đang cho phép chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động chiến dịch và các cuộc tập trận chung với các đối tác. Ví dụ như việc chúng tôi cam kết thực hiện nhiều hơn nữa cuộc tập trận ba bên với Nhật Bản. Đồng thời chúng tôi cũng thảo luận về việc nâng cao nhận thức về hàng hải không chỉ với Nhật Bản mà còn với cả Philippines và Ấn Độ tại cuộc họp ngoại trưởng australia pennigong cho biết sự đảm bảo an ninh của mỹ trong khu vực ấn độ dương thái bình dương đã góp phần tạo dựng sự thịnh vượng ở đây và cơ chế ausmin là một cơ hội khác để hai nước thảo luận cách vượt qua các thách thức và củng cố sự hợp tác cho phù hợp với bối cảnh hiện tại để không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà cho cả khu vực nơi người dân hai nước đang sinh sống các cuộc hội đàm hàng năm được gọi là tham vấn cấp bộ trưởng Australia, Mỹ viết tắt là Ausmin. Chính phủ Australia mô tả Mỹ là đồng minh thân cận nhất và đối tác an ninh chính. B52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có khả năng mang theo vũ khí kể cả bom hạt nhân và có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Lực lượng Không quân Mỹ hiện đang tìm cách trang bị động cơ và radar mới cho các máy bay ném bom B52 Stratofortress nhằm duy trì hoạt động trong ba thập kỷ tiếp theo. Được biết, nguyên nhân Mỹ mạnh tay đầu tư nâng cấp B52 là do máy bay ném bom B1 và B2 sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm 2030. Dự kiến Không quân Mỹ tiến hành thay thế động cơ máy bay ném bom B52 Stratofortress bằng sản phẩm do Rolls-Royce sản xuất và radar đến từ phía Raytheon. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp trở ngại do giá thành cao. Phó giám đốc vật liệu cấp cao của chương trình B52, Brian Knight, cho biết chi phí nâng cấp ước tính tăng từ 2,5 tỷ đô la Mỹ lên 15 tỷ đô la Mỹ. Ông Brian Knight thông tin thêm, lực lượng không quân vẫn đang tinh chỉnh những ước tính của riêng mình và mong đợi đề xuất mới từ Boeing để thay thế động cơ bản thân máy bay ném bom B52 Stratofortress phải được bảo trì lại. Trong khi đó, chi phí thay thế radar dự kiến tăng từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 1952 đến năm 1962, Mỹ sở hữu tổng cộng 744 chiếc B52 được Boeing sản xuất cho quân đội. Sau hơn 70 năm dòng máy bay ném bom này vẫn được Mỹ nâng cấp và cải tiến đều đặn. Một chiếc B52 hiện đại nhất có thể mang theo vũ khí nặng tới 32 tấn và có khả năng di chuyển trong khoảng 14.080 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Hiện tại, Không quân Mỹ có 76 chiếc B52 trong biên chế và với những nâng cấp mới nhất, dòng máy bay ném bom này có thể tiếp tục bay cho đến tận năm 2050. Hồi cuối tháng 5, Mỹ từng cử 4 máy bay ném bom B-52 Stratofortress tới châu Âu để nghiên cứu phương án tác chiến trong tương lai và mục tiêu chủ yếu là Krum và Kaliningrad. Trên tờ The National Interest, cây viết Jeff Skogon cho rằng nhiều chiếc B-52 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược SAC song không được sử dụng. Những trường hợp này rất có thể đã giữ được toàn vẹn khung máy bay nên tồn tại lâu hơn dòng kế nhiệm B1 Lancer và B2 Spirit. Mặc dù máy bay ném bom siêu thanh B1 thay thế một phần B52 nhưng những vấn đề về bảo trì đã hạn chế khả năng của chúng dẫn đến việc phải cho loại biên sớm dự kiến vào năm 2036. Báo Investia dẫn thông tin từ đại sứ quán Mexico cho biết, Mexico đã gửi lời mời tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10. Bản tin dẫn lời đại diện Đại sứ quán Mexico tại Nga cho biết, lời mời Nga tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sheinbaum đã được gửi đến Tổng thống Putin. Ivestia đưa tin, Tổng thống Putin sẽ quyết định có đích thân tham dự buổi lễ hay sẽ cử một quan chức cấp cao thay mặt. Ivestia viết rằng, Mexico giữ lập trường trung lập về khủng hoảng Ukraine và các chuyên gia tin rằng bà Sheinbaum sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador. Bộ Ngoại giao Mexico sau đó cho biết, chính phủ đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả quốc gia thiết lập mối quan hệ với Mexico, cũng như các tổ chức quốc tế mà Mexico là thành viên, để mời dự lễ nhậm chức. Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban lệnh bắt Tổng thống Putin liên quan đến kế hoạch quân sự ở Ukraine. Nga không phải thành viên của ICC, nhưng Mexico là thành viên của tòa án này. Tuy nhiên, Mexico và Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Tổng thống Putin chúc mừng bà Sinh sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6, khẳng định Mexico là đối tác hữu nghị lâu đời của Nga ở Mỹ latinh Bộ Ngoại giao Mexico sau đó cũng không trả lời câu hỏi liệu việc Mexico là thành viên ICC có ảnh hưởng đến khả năng Tổng thống Putin dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sein hay không. Ngoài ông Putin, hồi tháng 6, Reuters dẫn thông báo của ICC cho biết ICC đã ban hành lệnh bắt về hai lãnh đạo quân đội Nga. Các thẩm phán ICC tuyên bố có cơ sở pháp lý để tin rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đại tướng Valery Gerasimov và cựu bộ trưởng quốc phòng đại tướng Sergei Shoigu phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện Ukraine. Theo ICC, những cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự và ngay cả khi các mục tiêu có thể coi là quân sự, thiệt hại dân sự rõ ràng là lớn át lợi ích quân sự. Hội đồng an ninh Nga tuyên bố việc ICC phát lệnh bắt là vô nghĩa. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine cũng không phải là thành viên ICC nhưng đã trao quyền tài phán cho ICC để truy tố các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình. Hồ sơ vụ án vừa được tòa án liên bang ở Brooklyn giải mật cho biết, Ashif Merchant, 46 tuổi, quốc tịch Pakistan, bị bắt ngày 12 tháng 7 với cáo buộc thuê sát thủ phục vụ âm mưu ám sát chính trị gia hoặc quan chức chính phủ Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Nghi phạm bị bắt giữ trước khi xúc tiến kế hoạch của mình và đang bị giam ở New York chờ xét xử. Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng Merchant có quan hệ mật thiết với Iran. Dù hồ sơ không trực tiếp đề cập cựu tổng thống Donald Trump, nhiều hãng tin tại Mỹ dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa có thể là một trong những mục tiêu bị nhắm đến. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Merchant từng có thời gian sống ở Iran nhưng không nêu thời điểm cụ thể trong thông cáo. Nghi phạm khai mình có vợ con ở Iran cùng một gia đình khác ở Pakistan. Vào tháng 4, Merchant đã bay từ Pakistan đến thành phố New York, Mỹ để tuyển người tham gia kế hoạch ám sát của mình. Tại Mỹ, Merchant gặp một người mà Merchant tin rằng sẽ giúp sức cho âm mưu của mình và nhờ người này liên lạc với sát thủ ở New York. Tuy nhiên, người mà Merchant gặp lại là một nguồn tin ngầm của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và người này đã giới thiệu hai sát thủ. Thực chất là đặc vụ FBI, Cục Điều tra Liên bang, nằm vùng cho Merchant. Asif Merchan đã trả 5.000 đô la Mỹ để những người này làm 3 việc: trộm tài liệu, tổ chức một cuộc biểu tình tại sự kiện chính trị nhằm đánh lạc hướng chú ý và ám sát một chính trị gia. Merchan ra kèo rằng sát thủ sẽ nhận được chỉ đạo về mục tiêu ám sát vào tuần cuối cùng của tháng 8 hoặc tuần đầu tiên của tháng 9 sau khi Merchan đã rời khỏi Mỹ. Nghi phạm bị bắt vào ngày 12 tháng 7 khi chuẩn bị đón chuyến bay rời Mỹ. Quyền trợ lý giám đốc Christy Curtis của văn phòng FBI New York nói về vụ việc này rằng May mắn thay, những sát thủ mà Mơ Trang cố thuê là các đặc vụ FBI nằm vùng. Thành công trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa này không chỉ ngăn chặn được hậu quả thảm khốc mà còn khẳng định lại cam kết của FBI trong việc bảo vệ quốc gia và công dân Mỹ khỏi các mối đe dọa trong nước và quốc tế. Mơ Trang hiện bị giữ trong trại giam liên bang, khai nhận muốn nhắm đến những người tại Mỹ đã làm tổn thương Pakistan và thế giới Hồi giáo. Người này tuyên bố đó không phải là những người bình thường. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI khởi động điều tra âm mưu này vài tuần trước vụ ám sát hụt ông Trump tại cuộc vận động cử tri ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Các nhà điều tra không thấy bằng chứng nào về sự liên quan giữa ông merchant và tay súng ám sát hụt ông Trump tại Pennsylvania là Thomas Matthew Crooks. Đội ngũ của bà Harris đã công bố số tiền gây quỹ mới khi nữ chính khách này lần đầu cùng phó tướng tham gia cuộc meeting vận động tranh cử chung ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Bà Harris Thông báo chọn liên danh tranh cử với thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ tuyên bố bà đã chính thức giành được đề cử của đảng, đấu chung kết vào Nhà Trắng với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Theo CNN, phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của bà Harris mô tả hơn 20 triệu đô la Mỹ ủng hộ mới đánh dấu một trong những ngày gây quỹ tốt nhất của chiến dịch trong mùa bầu cử năm nay. Số tiền trên đã giúp tăng đáng kể tổng số 310 triệu đô la Mỹ bà Harris đã huy động được vào tháng 7 khoảng 2 phần 3 các khoản quyên góp này đến từ những nhà tài trợ lần đầu, với 200 triệu đô la Mỹ thu được trong tuần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ Phó Tổng thống thay ông tranh cử ghế lãnh đạo Mỹ. Trong khi đó, Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, tháng mà ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành. Số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong tháng 7 tăng 24% so với con số 111,8 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 6. Số tiền tài trợ mà quỹ tranh cử của cựu tổng thống này hiện có là 327 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ban vận động tranh cử của ông Donald Trump ngày mùng 2 tháng 7 cho biết đã gây quỹ được 331 triệu đô la Mỹ trong quý 2, vượt qua con số 264 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là tổng thống đương nhiệm Joe Biden huy động được trong cùng giai đoạn. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất hé lộ Bà Harris và ông Trump đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ tín nhiệm của cử tri. Theo kết quả thăm dò do CBS News YouGov New công bố, bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm trên toàn quốc với tỷ lệ 50% và 49%. Đây là một con số tốt hơn rất nhiều cho phe dân chủ so với lúc tổng thống Mỹ Joe Biden còn tham gia cuộc đua. Tại các tiểu bang dao động mang tính quyết định trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bà Harris và ông Trump có kết quả ngang ngửa nhau. Cũng trong cuộc thăm dò, sự ủng hộ của cử tri cho ông Trump về vấn đề kinh tế vẫn nhỉnh hơn bà Harris với tỷ lệ lần lượt là 45% và 25%. Tuy nhiên, khi nói đến lòng tin vào các ứng cử viên, chỉ 51% số người được hỏi cho rằng ông Trump có đủ năng lực về mặt tinh thần để làm tổng thống so với 64% dành cho bà Harris. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là vòm sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, theo Sputnik News, tờ Wall Street Journal mới đây nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên của Israel sẽ không thể bảo vệ người dân khỏi một số máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran. Wall Street Journal nhận định, hệ thống vòm sắt cho phép Israel bắn hạ tên lửa tầm ngắn và bảo vệ các khu vực đông dân khỏi các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas nhưng năng lực của Iran và phong trào Hezbollah của Liban ở một cấp độ khác. Quá trình phát triển vòng sắt lần đầu tiên được triển khai vào năm 2007, sau đó là các cuộc thử nghiệm vào năm 2008 và 2009. Những bệ phóng của hệ thống vòng sắt đầu tiên đã được triển khai vào năm 2011. Hệ thống này đã được nâng cấp nhiều lần kể từ đó. Vòng sắt được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đang bay tới. Nó được trang bị radar phát hiện tên lửa, sau đó sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát để tính toán nhanh xem liệu một quả đạn bay tới có gây ra mối đe dọa hay có khả năng bắn chúng khu vực không có người ở hay không. Nếu tên lửa gây ra mối đe dọa, vòng sắt sẽ bắn tên lửa từ mặt đất để đánh chặn chúng trên không. Đối với những người ở trên mặt đất, việc đánh chặn trực tiếp nghe giống như một tiếng nổ lớn và đôi khi có thể cảm nhận được từ mặt đất. Theo Raytheon và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có 10 khẩu đội vòm sắt hiện nay được triển khai trên khắp Israel, mỗi khẩu đội bao gồm từ 3 đến 4 bệ phóng. Chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình vòm sắt. Uriel nói rằng một hệ thống phòng không lớn hơn đã được tạo ra với sự tham gia của Washington, bao gồm lực lượng không quân của Mỹ, Israel và các quốc gia khác, cũng như các hệ thống radar của các quốc gia láng giềng, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động của hệ thống này chủ yếu do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ điều phối. Security Media Cell, cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq cho biết căn cứ Ain al-Assad mới đây đã bị trúng hai quả tên lửa vụ việc đã khiến 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Theo nguồn tin, lực lượng an ninh Iraq đã khẩn trương triển khai tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa sẵn sàng khai hỏa ở thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía tây bắc. Các chuyên gia chất nổ đã tháo dỡ toàn bộ số tên lửa này. Lực lượng an ninh đang tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ tấn công trong tuyên bố, quân đội Iraq nhấn mạnh phản đối mọi hành động tấn công liều lĩnh nhằm vào các căn cứ quân sự của nước này, các phái bộ ngoại giao, văn phòng của các cố vấn liên quân quốc tế, cũng như mọi hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nước này sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông sau khi vụ bắn tên lửa ở Iraq làm 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Vụ tấn công trên là vụ thứ 3 chỉ trong hơn 3 tuần nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền Tây Iraq, nơi có quân đội Mỹ cũng như các quân nhân khác từ liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được báo cáo về vụ tấn công nói trên. Theo AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng rocket nói trên xảy ra sau khi lực lượng Mỹ trong tuần trước thực hiện một cuộc tấn công vào những đối tượng đang cố gắng phóng máy bay không người lái, bị xem là mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh. Một số nguồn tin từ Iraq cho hay cuộc tấn công do Mỹ tiến hành đã khiến 4 người thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2. Đã có hai cuộc tấn công gần đây nhắm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ và đồng minh đồn trú tại Iraq. Trước đó, quân đội Mỹ tại Iraq và Syria không bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 4, nhưng các cuộc tấn công nhắm vào họ phổ biến hơn nhiều trong vài tháng đầu của cuộc xung đột Hamas Israel ở Gaza. Iran sở hữu một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Trung Đông. Điều này có thể hữu ích nếu Israel đánh phủ đầu để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Iran đã phát triển và sản xuất nội địa một loạt hệ thống phòng không và radar tinh vi trong nhiều năm, bao gồm cả những hệ thống mới được công bố trong năm nay. Đầu tiên phải kể đến hệ thống phòng không tầm ngắn Nightday đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận của lực lượng không gian vũ trụ thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 1 năm 2024. Được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ở tầm thấp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV cũng như các loại vũ khí do máy bay đối phương bắn ra. Bệ phóng của Nightday được đặt trên khung gầm di động của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung cơ động Seevom Khodad. Hệ thống Seevom Khodad từng bắn hạ UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz. Ở eo biển Hormuz năm 2019 sau khi nó xâm phạm không phận của Iran. Naide có thể đồng thời theo dõi tới 32 mối đe dọa trên không. Tên lửa của hệ thống này được dẫn đường từ mặt đất và được thiết kế để có thể hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aman được công bố vào tháng 2 năm 2024. Aman được thiết kế để đối phó với một loạt mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống bức xạ tầm ngắn. Bom dẫn đường UAV trực thăng và máy bay chiến đấu hiện đại của Israel cũng như Mỹ. Hệ thống này được cho là có radar tinh vi, chủ động hoặc thụ động, với góc quan sát 360 độ và khả năng xác định và theo dõi tới 24 mục tiêu ở phạm vi 200 km, đánh chặn trong phạm vi 150 km ở độ cao lên tới 27 km. Thần sấm Azarak cũng được ra mắt vào tháng 2, hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm thấp dạng mô-đun Azarak có kích thước nhỏ gọn, khối lượng nhẹ có thể lắp đặt trên các phương tiện cơ giới quân sự và dân sự khác nhau. Bốn tên lửa sẵn sàng chiến đấu của hệ thống này là loại tự dẫn đường. Do có thiết kế mô đun, ngoài xe tải, về mặt lý thuyết, Azarak cũng có thể triển khai trên các tàu chiến hoặc địa điểm cố định. Hồi tháng 4, Iran trình làng phiên bản mới của Bava 373, một hệ thống tên lửa đất đối không và chống đạn đạo tầm xa di động. Bava 373 ra mắt vào năm 2019 và được quảng cáo là tương tự S-300 của Nga. Bava 373 được trang bị ba loại tên lửa khác nhau để vô hiệu hóa các mục tiêu ở độ cao khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Bava 373 phiên bản nâng cấp được cho là có tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn 2 tầng Sayyad 4B đã được sửa đổi và có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không trong phạm vi từ 300 đến 400 km ở độ cao lên đến 120 km. Hiện chưa có thông tin cụ thể Iran sở hữu bao nhiêu hệ thống phòng không tiên tiến mỗi loại. Iran vốn kín tiếng về quy mô sản xuất quốc phòng nhưng lại được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở Trung Đông. Kết hợp với tiềm năng khoa học và công nghệ, Iran có thể được xếp trong top 10 thế giới ở một vài chỉ số. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chỉ sở hữu số lượng hạn chế các hệ thống phòng không nói trên, nhưng nếu được đặt ở các khu vực chiến lược quan trọng và phối hợp với các hệ thống hiện có, chúng vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công của đối phương. Một quan chức Mỹ vừa qua cho biết khoảng một chục máy bay chiến đấu FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Vị quan chức trên cho biết các máy bay FA-18 và một máy bay do thám E-2D Hawkeye đã cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Vịnh Oman và đến một căn cứ không được tiết lộ. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này trong khu vực do lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Trung Đông sau các vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở Iran vào tuần trước. Cũng theo quan chức trên, việc triển khai máy bay phản lực của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời vì một phi đội gồm khoảng 10 máy bay chiến đấu F22 của không quân nước này đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến trong vài ngày tới. Thời gian đồn trú của những chiếc máy bay này sẽ phụ thuộc vào tình hình trong những ngày tới. Lầu Năm Góc cũng đang thực hiện các bước để chuẩn bị triển khai thêm các hệ thống vũ khí tại Trung Đông. Mỹ có thể tăng cường năng lực phòng thủ đất đối không trên đất liền để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào Israel. Hiện có khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông căn cứ lớn nhất là al Uday ở Qatar. Tuần trước, một quan chức Mỹ đã xác nhận có ít nhất 12 tàu chiến của Mỹ trong khu vực. Ở diễn biến khác, theo Times of Israel, vừa qua Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên tiếng kêu gọi tân thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa nhanh chóng chấp nhận các thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Ông Blinken cho biết, ông Sinwa từ trước tới nay vẫn là người có quyền quyết định chính với lệnh ngừng bắn. Chức vụ mới chỉ nhấn mạnh thêm về việc Ông ấy là người có tiếng nói nhất về việc có thỏa thuận hay không." Ông Blinken nói thêm, căng thẳng ở Trung Đông không nên gia tăng hơn nữa. Chúng tôi đã trực tiếp truyền tải thông điệp này với Iran và Israel. Trong một tuyên bố mới đây, nhà trắng cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận thả con tin giữa Israel cùng Hamas hiện đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Tuyên bố trên được nhà trắng đưa ra liên quan đến cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah NCC chia sẻ hy vọng của họ trong xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông thông qua một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Biden và ông NCC đã nhất trí về tính cấp thiết của việc đưa quá trình này đến hồi kết càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục bất chấp vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran vào cuối tháng 7. Theo ông Blinken, nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn đang ở giai đoạn cuối nhưng bị đe dọa bởi căng thẳng với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết, ông Yahya Sinoa được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị mới của Hamas, có đủ quyền hạn để đảm bảo đã được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột ở Gaza và giải thoát con tin. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng, ông Sinoa đã và vẫn là người quyết định chính đối với việc dàn xếp lệnh ngừng bắn. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, thông báo của Hamas về việc bổ nhiệm ông Sinoa chỉ nhấn mạnh thêm thực tế rằng Ông này thực sự phải quyết định về việc xúc tiến lại ngừng bắn hay không? Ngoại trưởng Blinken đánh giá Điều này rõ ràng sẽ giúp ích cho rất nhiều người Palestine đang tuyệt vọng Phụ nữ, trẻ em, nam giới bị mắc kẹt giữa làn đạn Ông Blinken kết luận Thực sự là ông ấy phải quyết định Ông Sinoa là người đứng đầu của Hamas ở giải Gaza Và được coi là một trong những nhân vật lên kế hoạch cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 Vào lãnh thổ Israel Dẫn tới kế hoạch quân sự trả đũa của Israel vào giải đất này suốt 10 tháng qua Hồi tháng 7 theo hãng tin Reuters, một nguồn tin cao cấp của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, lực lượng này đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về việc tiến hành đàm phán trả tự do cho các con tin Israel, bao gồm cả binh sĩ và đàn ông. Quá trình này sẽ bắt đầu sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận kết thúc xung đột tại Gaza đi vào hiệu lực. Lực lượng Hamas cũng đã từ bỏ yêu cầu tin quyết rằng Israel đưa ra cam kết về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Thay vào đó, việc đàm phán ngừng bắn sẽ diễn ra xuyên suốt giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần. Những kết quả trên là một phần nỗ lực hòa bình quốc tế được kỳ vọng sẽ dẫn đến thỏa thuận khung về việc kết thúc cuộc xung đột kéo dài 9 tháng ở giải Gaza nếu được phía Israel chấp nhận. Nhiều nước, trong đó có Mỹ và Qatar, đã đứng ra làm trung gian để tiến hành quá trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom vừa qua cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái UAV xuồng điều khiển từ xa UUV và tên lửa đạn đạo Do lực lượng Houthi ở Yemen phóng vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, dẫn thông báo của Sencom cho hay, lực lượng của họ đã phá hủy 3 UAV do Houthi phóng từ Yemen vào Vịnh Aden, trong khi một UAV khác bị bắn hạ ngay trong khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Quân đội Mỹ cũng phá hủy một UAV, một UAV và một tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi bắn ở Biển Đỏ trước khi chúng có thể vươn tới mục tiêu trên các tuyến hàng hải quan trọng này. Tuyên bố của Sencom nhấn mạnh các vũ khí này đã tạo ra mối đe dọa rõ ràng đối với các lực lượng Mỹ và liên quân, cũng như các tàu thương mại trong khu vực. Hành vi liều lĩnh và nguy hiểm của Houthis tiếp tục đe dọa an ninh của khu vực. Tuy nhiên, Houthis đã không nhận đứng sau các cuộc tấn công mới nhắm vào tàu ở Biển Đỏ hoặc Vinh Aden trong ngày 6 tháng 8. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Houthis đã tái khởi động chiến dịch tấn công các tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ. Sau hai tuần gián đoạn bằng cách bắn tên lửa vào một tàu thương mại ở Vịnh Aden, kênh truyền hình Al Masira của Houthi dẫn thông báo của lực lượng này cho biết, hồi đầu tháng 7, liên quân Mỹ Anh đã tiến hành năm vụ không kích nhằm vào khu vực Ras Isa, phía tây bắc của thành phố cảng Hodeida bên bờ biển Đỏ tại Yemen. Hải quân Mỹ gần đây cũng tiết lộ về các hệ thống vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào nhóm vũ trang Houthi. Theo thông tin chia sẻ với nơi Times các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt dẫn đường hồng ngoại AIM-9X để phá hủy máy bay không người lái UAV cảm tử của Houthi. AIM-9X là biến thể của tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder của tập đoàn Raytheon. Mỗi tên lửa AIM-9X có giá 430.800 đến 472.000 đô la Mỹ, gấp từ 215 đến 236 lần so với con số 2.000 đô la Mỹ mỗi chiếc UAV mà Houthi sử dụng. Hải quân Mỹ cũng xác nhận phóng tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến AARGM từ máy bay chiến đấu Super Hornet để chống lại Houthi, được tập đoàn Northrop Grumman sản xuất. Giá của mỗi tên lửa AARGM là 874.000 đô la Mỹ. Một vũ khí khác được tiêm kích Super Hornet sử dụng trong chiến dịch tấn công các mục tiêu Houthi là AGM-154 GSOVK Loại bom lượng được Hải quân và Không quân Mỹ cùng nhiều lực lượng Không quân đồng minh của Washington sở hữu. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, lực lượng Houthi bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza. Các đợt tấn công liên tiếp của Houthi buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các chuyến tàu trên những hành trình kéo dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá và điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Liên bang Nga từng nghi ngờ rằng Ukraine đã lên kế hoạch tấn công nước này trong cuộc duyệt binh ngày hải quân vào tháng 7 mà Tổng thống Vladimir Putin có tham dự. Nga đã liên lạc với Mỹ để nói về những lo ngại của mình. Hãng tin Reuters dẫn lại thông tin từ truyền hình nhà nước Nga cho biết thông tin trên. Trong đó, truyền hình nhà nước Nga nói rằng thông tin này là bí mật quốc gia và không cung cấp thêm chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên. Truyền hình nhà nước Nga dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng lo ngại về vụ tấn công là quá lớn đến nỗi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belushov đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về nghi ngờ này. Tờ New York Times nói rằng ông Austin đã nhận cuộc gọi từ ông Belushov mà trong đó nói về nghi ngờ rằng Ukraine đang lên kế hoạch một hoạt động bí mật chống Nga và cho rằng kế hoạch này đã được Mỹ ủng hộ. Tờ New York Times viết, dù ông Belushov nói gì, theo các quan chức, điều đó đủ nghiêm túc để người Mỹ liên lạc với phía Ukraine và yêu cầu nếu bạn đang nghĩ đến việc làm điều gì đó như dự tính thì hãy chấm dứt nó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố có sự dính líu của Mỹ trong hoạt động của Kiev, chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vì vậy, bà đã bình luận về lời của lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine GUR Kirill Budanov rằng Kiev đang chuẩn bị tấn công Tổng thống Nga. Đồng thời, ông Budanov thừa nhận mọi nỗ lực ám sát đều thất bại. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh, vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ. Nếu không có tiền đó, thì sẽ không có hoạt động bí mật của GUR và Kiev nói chung. Bà Zakharova cũng cáo buộc anh liên quan tới hoạt động gián điệp của Ukraine, không còn nghi ngờ gì về vụ ám sát Tổng thống Putin mà Budanov nói đến đã được lên kế hoạch với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Trước cáo buộc trên, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết các quan chức lầu năm góc rất ngạc nhiên trước nghi ngờ của Nga và không biết về âm mưu nào như vậy. Tuy nhiên, những lo ngại của Nga đã được xem xét một cách nghiêm túc đến mức Mỹ đã phải liên hệ với Ukraine và cảnh báo rằng nếu họ đang lên kế hoạch thực hiện hoạt động như vậy thì không nên tiến hành. Vừa qua, Lễ duyệt binh hải quân diễn ra ngày 30 tháng 7 nhân kỷ niệm 327 năm ngày thành lập Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự và phát biểu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 200 tàu chiến, hơn 100 thiết bị quân sự và hơn 15.000 binh sĩ đã tham gia duyệt binh tại các hạm đội Nga năm nay. Hãng thông tấn Russian RT đưa tin, khi phát biểu trên kênh truyền hình Russia One mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã công bố một thông tin bất ngờ. Các cơ quan đặc biệt Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov vào đúng lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Saint Petersburg. Ông Ryabkov cho biết, theo dự tính ban đầu của Ukraine, vụ tấn công sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra kế hoạch của Kiev, ông Belushov đã đích thân gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ ý định. Ông Ryabkov nói, một kế hoạch rất đáng báo động đã được chuẩn bị nhằm gây thiệt hại tối đa cho Nga và tạo được hiệu ứng truyền thông mà họ, tức Ukraine cần. Tạ ơn Chúa, tín hiệu mà các lãnh đạo quân sự và bộ trưởng quốc phòng gửi tới người đồng cấp Mỹ đã có hiệu quả. Theo tôi được biết, tín hiệu không chỉ được Nga gửi tới Washington mà còn tới một số nước khác nằm trong tầm ảnh hưởng hoặc có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ. Chúng tôi đã tránh được một bước leo thang mới. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã cực kỳ bất ngờ trước thông tin nhận được từ ông Belushov, nhưng vẫn xem xét nó một cách nhanh chóng và nghiêm túc. Theo công bố của phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin vào ngày 12 tháng 7 và thông báo về chiến dịch ám sát đang được Kiev chuẩn bị nhằm vào nhà lãnh đạo nước Nga. Phía Nga thông báo, Moscow đã tìm thấy bằng chứng về một hoạt động ám sát do Ukraine lên kế hoạch và có thể đã được Washington chấp thuận. Tờ The New York viết, dù ông Belushov nói gì, theo cả ba quan chức, điều đó đủ nghiêm túc để người Mỹ liên lạc với phía Ukraine và yêu cầu nếu bạn đang nghĩ đến việc làm điều gì đó như dự tính, thì hãy chấm dứt nó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố có sự dính líu của Mỹ trong hoạt động của Kiev, chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vì vậy, bà đã bình luận về lời của lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng GUR Ukraine Kirill Budanov rằng Kiev đang chuẩn bị tấn công Tổng thống Nga. Đồng thời, ông Budanov thừa nhận mọi nỗ lực ám sát đều thất bại. Bà Maria Zakharova nhấn mạnh, vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ. Nếu không có tiền đó, thì sẽ không có hoạt động bí mật của GR và Kiev nói chung bà Zakharova cũng cáo buộc anh liên quan tới hoạt động gián điệp của Ukraine. Không còn nghi ngờ gì về vụ ám sát Tổng thống Putin mà Budanov nói đến đã được lên kế hoạch với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đề cập đến vũ khí laser của Nga dành cho tác chiến phòng không và chống vệ tinh Peresvet trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang. Peresvet được đặt theo tên của một tu sĩ chiến binh chính thống giáo thời Trung Cổ, Alexander Peresvet. Vũ khí này đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong lực lượng vũ trang Nga vào tháng 12 năm 2018. Đến tháng 2 năm 2019, Tổng thống Nga tuyên bố việc lắp đặt hệ thống laser đã khẳng định những đặc điểm độc đáo của chúng cùng với tên lửa siêu thanh Kinza. Phần lớn thông tin về vũ khí nói trên vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên gần đây, một vài đặc tính kỹ chiến thuật của Peresvet đã được công bố xác nhận vai trò chủ đạo là thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa. Theo bài phân tích có tiêu đề Vô hiệu hóa một cuộc tấn công toàn cầu nhanh chóng đăng trên tạp chí Amiski Sputnik thì Peresvet là hệ thống vũ khí dành riêng cho lực lượng tên lửa chiến lược. Theo thông báo, độ cao tác chiến của tổ hợp Peresvet trong khoảng 200 đến 1100 km, bao phủ góc xoay ngang, phương vị 360 độ và góc nâng hạ, góc tà 21 đến 155 độ đường kính khu vực bao phủ lên tới 130 đến 180 km, mức độ tự động hóa là rất cao. Nhiệm vụ chính của tổ hợp laser chiến đấu Peresvet là bảo vệ những mục tiêu và khu vực có ý nghĩa chiến lược, ví dụ địa điểm tập trung binh sĩ và trang thiết bị của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, vô hiệu hóa phương tiện trinh sát không gian của kẻ địch. Phát biểu với Sputnik, chuyên gia quân sự Nga và đại tá về hưu Yuri Knutov cho rằng thông thường chỉ có một tổ hợp laser Peresvet được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tổ hợp này phát ra tia laser cực mạnh. Dựa trên kích thước của nó, chúng ta có thể suy đoán tia laser này có khả năng chọc mù các vệ tinh, tác động đến máy bay không người lái, tên lửa hành trình, thậm chí là cả máy bay chiến đấu và trực thăng. Hệ thống laser này có lẽ là một phần của tổ hợp tên lửa liên lục địa JAS thuộc lực lượng tên lửa chiến lược. Ở chế độ tác chiến tự động, Peresvet sẽ tập trung vào việc chấn áp nhóm vệ tinh, tính năng trên khiến nó trở thành vũ khí đặc biệt phù hợp nếu được dùng để chống lại cuộc tấn công từ vũ trụ. Peresvet có tác dụng che giấu các hoạt động cũng như đội hình tác chiến của hệ thống tên lửa di động trên mặt đất, tạo ra sự mơ hồ với kẻ địch về vị trí thực sự của những thành phần tác chiến. Nhờ hệ thống vũ khí laser Peresvet, các đơn vị tên lửa chiến lược Nga có thêm khả năng che giấu hoạt động tác chiến hay quá trình hành quân của mình. Yếu tố trên có ý nghĩa quan trọng sống còn đặc biệt khi các phương tiện trinh sát không gian hoạt động với tần suất cao. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.